Bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên xin chúng tôi bỏ qua và hoàn tiền trả lại, nói sẽ lên núi sống và tu hành. Trên trang cá nhân của mình cách đây ít giờ, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Dũng Lò Vôi cho biết, một người từ phía ông Võ Hoàng Yên đã chuyển lời thay ông này xin gia đình bà Hằng bỏ qua tất cả và hoàn tiền trả lại vì rất hối hận, song phía gia đình bà Hằng vẫn nhất quyết đưa sự việc ra ánh sáng. Liên quan đến việc vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng lò vôi lên tiếng tố cáo lương y Võ Hoàng Yên đã chiếm đoạt của gia đình bà hơn 200 tỷ đồng. Mới đây, trên trang cá nhân của bà Hằng đã có động thái mới nhất. Theo đó, bà Hằng cho biết một người từ phía ông Yên đã chuyển lời thay ông Võ Hoàng Yên xin gia đình bà Hằng bỏ qua mọi chuyện. Người này cũng hứa sẽ hoàn trả lại tiền vì rất hối hận, song bà Hằng khẳng định sẽ nhất quyết đưa sự việc này ra ánh sáng. Theo đó, bà Hằng chia sẻ Đêm qua chúng tôi nhận được một thông tin từ một người có chức sắc thứ nhì ở Tịnh Độ cư sĩ. Ông ấy đã chuyển lời thay cho ông võ Hoàng Yên xin chúng tôi bỏ qua tất cả và hoàn tiền trả lại vì rất hối hận và rất tiếc. Ông ta nói sẽ lên núi sống và tu hành. Chúng tôi có ghi âm lại tất cả những lời nói đó. Vậy thì nếu không phải là phương hàng tôi mạnh mẽ, mãnh liệt đối đầu với một tập đoàn lừa đảo quy mô của tổ chức thì sự thật về ông Yên bao giờ quý vị biết được chân tướng? Khi tôi dám đối đầu, tức là tôi biết những gì tôi nói là sự thật. Tôi tin vào nhân quả và trên mọi thứ tôi hy sinh để giúp cộng đồng biết được đâu là thật, đâu là ngụy lương nghi. Có một số người đã nói tôi ngu, có lẽ họ nói đúng. Vì tôi ngu nên tôi không muốn ai đau đớn như mình. Vì khi niềm tin bị hủy diệt, con người ta sụp đổ tuyệt vọng, có thể mạnh mẽ chịu đựng như tôi không? Nên khi những lời lẽ xúc phạm tôi, tôi thật sự không buồn đâu vì tôi đang sống cho một chân lý cho cộng đồng. Chúng tôi vô cùng cảm kích, cảm ơn và cảm động trước sự cổ vũ hết lòng và tin tưởng vào tôi. Nhất định, Phương Hằng tôi không bao giờ để quý vị thất vọng. Vì tôi đang đi tìm chân lý, tìm sự thật để mang đến cho quý vị. Vì tất cả là sự hy sinh tử tế tôi muốn dâng hiến cho quý vị. Chúc cho tất cả chúng ta được bình an, được hạnh phúc trong cuộc sống. Theo đơn tố giác trên, thông qua báo chí, bà Hằng cho biết là ông Yên có những hoạt động chữa bệnh và nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Trong một lần gặp ông Yên đến chữa bệnh ở Bình Dương, bà Hằng ông Dũng có hỗ trợ ông Yên các hoạt động từ thiện xây chùa, ủng hộ bão lụt. Theo bà Hằng, trong các hoạt động đó thì bà đã phát hiện ra ông Yên lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng bà để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có việc ông Yên ăn chặn tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt ở hai huyện Tiên Phước, xã Tiến Hiệp và xã Tiến Ngọc và huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vào tháng 11 năm 2020 vừa qua. Chiều ngày 3 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng chính thức gửi đơn tới Công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo Lương Y Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm tỷ đồng. Về thân thế, bà Nguyễn Phương Hằng cũng gây tò mò cho cư dân mạng không kém. Hiện tại, bà Hằng đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam. Bà thường xuyên được báo giới và truyền thông nhắc đến bên cạnh các hoạt động thiện nguyện cùng với những quan điểm sống để đời bà nguyễn phương hằng tên thật là nguyễn thị thanh tuyền việt kiều canada vợ ông dũng lò vôi có lẽ đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở mạng xã hội việt nam thời điểm hiện tại không phải nhiễm nhiên mà bà lại trở thành một trong những người phụ nữ giỏi nhất việt nam được người đời và dân mạng ca tụng tốn không ít giấy mực của báo chí Bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là người vợ đại gia danh tiếng của ông Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi là Dũng Lò Vôi. Ngoài cái tên Phương Hằng thì bà Hằng có tên là Hằng Canada. Nhiều thông tin cho biết bà Hằng sang Canada từ năm 16 tuổi, lập gia đình ở Canada và có một con trai. Khi chồng mất trong một vụ tai nạn đã để lại cho bà tài sản hơn 18 triệu đô la. Quyết định đưa con về Việt Nam cùng với số tài sản kích xù, bà Hằng trở thành nhà kinh doanh bất động sản và nhiều thương hiệu thời trang nổi bật biến tên mình thành một dấu ấn trên thương trường ở Việt Nam sau nhiều biến cố. Năm 2010, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gọi gọi là ông Dũng lò vôi kết hôn và đã có một đám cưới rình rang thu hút sự quan tâm của dư luận. Hiện tại, bà Hằng đang là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, khu du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam. Người phụ nữ này thường xuyên xuất hiện trên báo bởi các hoạt động thiện nguyện quy mô trị giá hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, bà còn được nhớ đến bởi những câu nói ấn tượng trong một số sự kiện workshop của công ty mình.